chào các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Xíu. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một con tay cầm dành cho máy Nintendo Switch, mã tay cầm đời mới nhất. Đây là tay cầm nguyên khối các bạn nhé. Đây là mã sau của con 19252. Con này là tên là S1125. Cái đặc điểm chung của con này là nó dùng được cho Nintendo Switch OLED đời mới nhất. Còn 19252 là các bạn chỉ có dùng cho Nintendo Switch thường thôi các bạn nhé. Thì cái tay này là dành chung, dùng chung cho Nintendo Switch V1, V2 và Nintendo Switch OLED. Mã này là mã 1125 này. Cái này thì nó sẽ có hai màu đen trắng các bạn nhé. Thì tớ thấy khách nhiều mua nhiều màu trắng hơn nên tớ cũng chưa nhập màu trắng. Còn mã này thì nó cũng là 1125 nhưng mà nó sẽ kèm thêm một cái hộp đựng cho mình. Thì cái tay 1125 này này thì tớ đã nói nhiều ở trong cái phần mà review con tay 19252 rồi. Thứ nhất là tay này nó cầm nó to hơn, nó thích hợp cho những game hành động hoặc là thể thao, nó to. Thứ hai là phí bấm nó là cao su kỳ phím cao su, nó giống như tay cầm B4, B5 Xbox ấy, nút XIAB các bạn nhá. Thì hôm nay là tớ sẽ mở ra cho các bạn. Thực chất là cái tay này là bán là dần nhiều, với cả là bán từ lâu rồi, nhưng mà với một số người mới thì người ta vẫn nhắn tin và không biết là bên trong nó sẽ như thế nào, mà người review thì nó rất ít. Thì trong video này tớ sẽ nói cái ưu điểm và nhược điểm của tay này. Đây, tay này là của hãng Dope nhé, một hãng chuyên sản xuất phụ kiện chứ không phải là hãng fake hay phía gì đâu các bạn nhé. Hiện tại chủ yếu là bây giờ là tớ nhập phụ kiện là tớ là nhập của hãng Dope thôi. Nó lại ngày xưa có hãng Blackhorn, ngày xưa có một Blackhorn, nhưng bây giờ tớ không biết nó đi đâu rồi. Bây giờ hiện tại có thêm Huawei nữa. Đây các bạn nhé, tay màu trắng. Đó. Đây. Cái này là giấy hướng dẫn sử dụng các bạn nhé. Đây là giấy hướng dẫn sử dụng. Cái này là bộ nút, bộ nút và grip kèm theo. Đó. Cái này là bảo vệ A-lock. Đó. Đây, chính xác nó sẽ là như thế này. Đó. Bây giờ ta sẽ xem ở trong cái hộp này là nó có gì. Này thì tớ không bóc vì cái này còn nguyên. Ở trong cái này là những cái bộ đệm nút các bạn ạ. Bộ đệm nút cho cái này. Cái này thì các bạn để nhắc lên các bạn nhá. Đây này, hình nó đây này. Thì tớ cái này tớ khỏi phải bóc ra. Cái này thì là giấy hướng dẫn sử dụng. Đó. Đây là con Nintendo Switch V2 của tớ, chuyên dùng để test máy. Để dùng con này trước tiên các bạn phải tắt chế độ máy bay, vào phần đấy, bật con này Pro Controller Wireless Communication, các bạn phải bật on lên nhá. Với cái tay này là nó kết nối có dây đây. Đó. Đó là bảo vệ rồi. Đó. Chính xác. Đó. Đó. Ở đằng sau thì nó có nút LR hay sao đó. Đó. Đó, nó có thêm hai nút này. Chính xác, con sau nhìn con Steam Deck nó cũng thiết kế kiểu như này. Đó. Các bạn nhé. Đó. Cái nút này này nó to hơn, các bạn hiểu chưa?
mà to hơn, nó là phím, nó là phím bằng cao su chứ không phải bấm click click như ở trên con Joy Con đâu. Phím nó bằng cao su như B4, B5, Xbox ấy, thì bấm nó là cao su nên bấm này đấy, nó thích hơn nhiều và nó to nên là thích hợp cho những game là đối kháng với cả thích hợp hành động với cả thể thao. Nó to như này đó, các bạn hiểu chưa? Đó, cao su, đây là phím này bằng cao su hết nhá. Đó, đây độ cao của nó này, độ cao của con này là nó thiết kế giống con Xbox One các bạn nhá, từ cái độ vát này này là giống con Xbox One. Đó. Phím bấm rất nhạy, và nếu cái này là bằng cao su có nghĩa là bạn có hoàn toàn có thể thay bằng phím cao su khác được, có thể là nghĩa là cao su về sau nó rách này, này. Đó, chứ còn nếu mà bằng phím kim loại thì nó khó thay lắm vì nó hàn mà. Đây là bằng phím cao su thôi. Đó. À, lock rất nhạy nhá, rất nhẹ nhá. Nhiều khi mình bán cái tai bếp 4 thì nó có loại tai bếp 4 fake. Mà cái phím analog này của tai bếp 4 fake nó cứng lắm, các bạn không di nổi đâu. Nó không nhẹ nhàng được như này đâu. Như này nó rất nhẹ này, rất nhạy. Nhưng mà độ bền của con analog thì tớ không rõ lắm. Cái nhược điểm của con tai này là nó khá to nên là bạn nào như bọn trẻ con ấy nó cầm thì hơi khó. Nó cầm nó sẽ hơi khó nhá. Nhưng mà đối với tớ thì nó cầm thành dễ dàng. Rồi. Nút này bằng cao su này. Nút click như này thì là bằng kim loại này. Đó. Cái này tớ đang quay thực chất là cái này màu trắng nhá. Ở ngoài trong video này tớ nhìn thấy hơi tối. Nhưng mà ở ngoài thì cái này là màu trắng các bạn nhá. Trắng tinh luôn á. Đằng sau nó có hai nút này, Steam Deck nó thiết kế kiểu này. Đó. Cầm rất sướng. Nhưng với những bạn là trẻ con và tay bé thì cầm này nó hơi to. Nên nhưng mà chơi cái này thì mấy bạn chơi FIFA với cả chơi game thể thao hay hành động thì nó thích hơn nhiều. Rồi, video bóc hộp của tôi đến đây là kết thúc. Rồi, xin cảm ơn các bạn và chào các bạn.